Đồ Phước Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là chiều tối của ngày mùng 2 tháng 10 2019. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ ghế gọ, bộ ghế cụ ta Quảng Bình, cái móc mỏ được chọn vân đẹp nhất từ trước đến giờ. Và cái bộ này cũng giới thiệu giá luôn để quý vị hình dung là bộ này sẽ là 80 triệu, bộ 6 thứ. Quý vị nhìn thấy vân là vân xoắn cực kỳ đẹp luôn. Đây màu thật của nó đây. Trong này hàng đánh giáp kỹ sẽ được đánh xi. Những cái bộ trước đây thì là 72 triệu, thứ nhất là cũng là cái giá từ lâu rồi. Thứ hai là những bộ đó thì vân nó không bằng bộ này. Cho nên bộ này là bộ vân đẹp nhất từ trước đến giờ. Còn nếu quý vị thích những cái mặt hàng nó chừng độ 70 triệu thì cũng có, nhưng mà vẫn đang làm tiếp. Chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất ra cái dòng hàng 70 triệu. Nhưng bộ này sẽ là 80 triệu. Vân đẹp đặc biệt. Và đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Đây có chữ khu A Đức Hiền đây. Và cái bộ này thì hiện nay vẫn đang là mộc. Tôi đang kê trước phía trước cửa hàng. Quý vị nhìn thấy vân xoắn. Và cái này chúng tôi có hai cái cam kết. Cam kết thứ nhất là 100% gỗ vụ ta Quảng Bình. Và cam kết thứ hai là hoàn toàn là vân nguyên bản từ thiên nhiên, không có vẽ vân. Chỉ những cái bộ nào vân thật đẹp thì mới phải cam kết như vậy. Bởi vì khách hàng sẽ không tiếc cái tiền chi ra với sản phẩm đẹp với giá cao hơn với cái loại không chọn vân. Thì khách hàng không tiếc, nhưng khách hàng thì rất là lo lắng là không biết là cái đồng tiền đấy có xứng đáng hay không. Hay là lại vân giả thì chết. Thì xin thưa đây là vân thật tuyệt đối chính xác, và tất cả những mặt hàng từ trước đến giờ của Đồ Gỗ Đức Hiền đều vân thật hết. Trong này thì anh em thợ thuyền vẫn đang sản xuất bình thường. Xin quý vị liên lạc chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Tôi đang từ khu A chiếu sang khu C đây. 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Đồ Gỗ Đức Hiền là nơi trực tiếp sản xuất và có cửa hàng, cửa hiệu to lớn đàng hoàng. Mời quý vị bất chút gian về tham quan mua sắm. Nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là làng nghề truyền thống của chúng tôi hàng trăm năm nay. Tạm biệt quý vị.